Chào các con, chúng ta cùng nhau học bài số 8 trong trang số 19 của quyển sách tiếng Anh lớp 2 nhé. Trong bài này cô sẽ đọc các câu và sẽ giải thích nghĩa cho các con nhé. Activity 8, hoạt động số 8, let's sing. Chúng ta hãy hát, đây là nội dung của một bài hát các con nhé. What can you see? What là cái gì? Can là có thể. You là bạn và see là nhìn thấy, có nghĩa là bạn có thể nhìn thấy cái gì. I can see a rainbow. I là tôi, là mình. Can là có thể. See là nhìn thấy. A rainbow là một chiếc cầu vồng. Mình có thể nhìn thấy một chiếc cầu vồng. A rainbow in the sky. A rainbow là một chiếc cầu vồng. In là ở trong, ở trên. Và the sky là bầu trời. Một chiếc cầu vồng trên bầu trời. Đoạn 2. What can you see? Cũng giống như câu ở đầu tiên là bạn có thể nhìn thấy cái gì? I can see a river. A river là dòng sông, tức là mình có thể nhìn thấy một dòng sông. A river near the road. A river là một dòng sông. Near là ở gần. The road là con đường. Một dòng sông ở gần con đường. Bây giờ thì cô mời các con lặp lại theo cô sau mỗi câu nhé. What can you see? I can see a rainbow. A rainbow in the sky. What can you see? I can see a river. A river near the road. Vậy là chúng ta đã cùng nhau học hết Unit 4 rồi. Cảm ơn các con đã học cùng cô và chúc các con luôn học thật tốt, chơi thật vui nhé.